Hằng dù buộc xuất hiện trở lại hậu vị chồng tương tác, vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng cho biết tay đã ổn hơn, vết xanh tím cũng mờ dần. Đỏ rồi, Hằng đỏ rồi, tay đỏ rồi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Tiết lộ đã chuyển ra ngoài để livestream, dân tình ngóng dịch Dương hỗ trợ nhưng không thấy xuất hiện. Hằng đang ở ngoài, mọi người ơi, Hằng đang ở ngoài nhá. Bà vụng thôi rồi á, giờ vơ, bà vụng lắm luôn á. Đi đến đâu là đổ nhà, đổ cửa đến đó đó. Ngày trước. Trời ơi, thấy chưa? Ôi là trời, dữ dội thiệt chứ. Trời ơi, để cột cái tóc lên. Bây giờ. Đã vậy còn liên tiếp gặp kiếp nạn bằng chập chờn, buồn vì không thể tư vấn cho mọi người suôn sẻ. Mọi người ơi, bởi vì do Hằng đang ở ngoài mà Hằng dùng cái VPN vô để like á, cho nên là hiện tại bây giờ có thể là nó hơi lag xíu nữa, có thể là sẽ có những cái lúc mà nó hơi lag một xíu chứ nó không có ổn định như mạng ở nhà. Lag rồi. Hôm nay mọi người có vô trận rồi lag nữa rồi. Ôi giời, lag có like được đâu. Lag rồi. Ôi giời ơi. Được chưa ta? Được rồi, chị đi sạc cái điện thoại đi, không hết pin là sẽ tắt nguồn điện thoại để phát wifi đó. Lại rồi phải không mọi người ơi? Cảm ơn mọi người theo dõi quá trời lâu. Bữa đây, Hằng Du một bất ngờ xuất hiện trở lại trên sóng trực tiếp sau khi bị chồng trung tăng tương tác, thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Dù trước đó xuất hiện với nhiều vết xanh tím đáng lo cùng vẻ ngoài uể oải, đôi tay đầy dấu vết chẳng thể cử động, nhưng chỉ sau vài ngày, nàng dâu xích trung lại lên live stream để tiếp tục công việc của mình khiến ai đấy đều không khỏi khâm phục. Theo đó, ở lần phát trực tiếp này, Hằng Du một vẫn còn vẻ mệt mỏi, phong thái cũng không còn sôi nổi như ngày trước. Tuy nhiên, có thể thấy rõ những vết tím đã mờ dần. Cô cũng cho hay bàn tay đã ổn hơn, có thể chuyển động được. Đồng thời, Hằng Du một tiết lộ đã chuyển ra ngoài để livestream chứ không còn ở nhà chung với Tùng Bằng nữa. Trước đó, thông tin Dịch Dương quay trở về để khuyên nhủ bố khiến dân tình không khỏi chạnh lòng. Trên trang cá nhân, Hằng Du Mục cũng đích thân bênh vực cho hai con vì sợ các con sẽ bị khán giả hiểu lầm. Mong mọi người đừng hiểu lầm Nhất Dương và Dịch Dương. Nhất Dương có nỗi khổ riêng còn Dịch Dương biết tin và vừa trở về đêm qua. Mong mọi người yêu thương Hằng cũng sẽ hoan hỷ với hai bé nhé. Chính vì vậy mà người hâm mộ của chị trọt cũng rất mong ngóng khoảnh khắc xuất hiện chung trong phiên live của cô và Dịch Dương. Tuy nhiên, lần này chỉ có mỗi Hằng Du Mục khiến số đông khá thất vọng. Đã phán người hỗ trợ đắc lực, Hằng Du Mục còn gặp liên tiếp các kiếp nạn. Bạn tại nơi cô đang ở không ổn định khiến phiên live chập chờn và liên tục ngắt quãng. Đôi khi chỉ thì chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình khiến ảnh hưởng rất nhiều đến buổi phát trực tiếp. Điều đó càng làm Hằng Du Mục tỏ vẻ bất lực, buồn vì không thể tư vấn cho mọi người một cách suôn sẻ được. Đến thời điểm hiện tại, câu chuyện ồn ào của gia đình Hằng Du Mục vẫn đang được dư luận bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là sau hai phiên live lộ đầy điểm bất ổn của nữ TikToker và chồng lại càng khiến mọi người đứng ngồi không yên. Gần đây nhất, khi nổi tiếng hơn, được phong làm chiến thần livestream, Hằng Du Mục có thêm những mối quan hệ mới, những sự hợp tác mới. Cô thường xuyên phải về Việt Nam để làm việc, lịch trình cũng bận rộn hơn trước rất nhiều. Không những thế, vì Tôn Bằng là người ngoại quốc, không hiểu tiếng Việt nên dù đi cùng vợ làm việc, anh vẫn khá lạc lõng. Cộng thêm nhiều vấn đề vốn đã tồn tại sẵn trong hôn nhân, cả hai ngày càng không tìm được tiếng nói chung. Đến điểm những ngày gần đây, Tôn Bằng liên tục lên livestream để than thở, kể không tốt về vợ. Không những thế, chồng Hằng Du Mục còn dọa sẽ ly hôn, không cho cô gặp con hay thậm chí tác động được khiến nữ TikToker xanh tím một bên mặt, cổ và tay. Điều này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, đòi giải cứu Hằng Du Mục thoát khỏi người chồng gia đình này. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.